anh em đến kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em về món thịt rang anh em, thịt rang nhé. Ok, còn duy nhất một miếng anh em, thịt rang. Ok, trời đang khá là mưa anh em ạ. Mình vẫn gọi là ra đây ngồi khoe với anh em về món thịt rang anh em. Ngon nha anh em. Ok anh em. Còn lại duy nhất miếng thôi anh em ạ. Miếng còn còn sót lại. Tồn đọng. Rất là ok nha anh em. Trời vẫn đang mưa anh em ạ. Mình vẫn đang đội cả mũ cả lón anh em ạ. Anh em nhìn thấy không? Bên trong là mũ, bên ngoài là lón anh em ạ. Ok anh em ơi. Chả là vì chiều nay mưa gió quá anh em ạ. Mình chả có tiền, chả mua được cái gì ăn anh em. Ra chợ để mua được mỗi một miếng thịt anh em, miếng thịt tí hon anh em. Về rang lên. Mà thích quái là bà lại bán cho mình mỗi một miếng bé tí này anh em. Anh em biết bao tiền không? Mình mua 2.000 anh em. 2.000 một miếng anh em, chỉ 2.000 thôi anh em. Còn những lúc mà mình không có tiền đến mức mà túi chỉ còn lại 2.000 anh em. 2.000 duy nhất. Trời rất là mưa luôn. Mưa tương quan hôm nay anh em. Quái vẫn không thấy gọi là hiện tượng là tạnh. Xung quanh mình đang có mấy con gà anh em. Mấy con gà đang rất là gọi là thèm miếng thịt mình đang cầm trên tay anh em. Mình đang cầm trên chảo anh em. Rất là thèm, có vẻ rất đang rất là cấn luôn anh ạ. Có vài con bồ câu vừa bay qua đầu mình anh em. Vỗ cánh rất là mạnh luôn. Như kiểu nó đang là dọa mình anh em. Dọa xem mình có chia thịt ra cho nó không. Cười anh em ơi, là anh em ơi. Trời rất là mưa luôn. Mưa nha. Đang cố vẫy mấy con gà xem nó có thèm miếng thịt mình. Chưa ra đây nhỉ? Chưa thấy ra đây nhỉ em ơi. Chảo thịt, chảo rất là khổng lồ luôn. Bên trong chỉ có một miếng thịt bé tí. Tí hon. Tí hon nha anh em. Ok nha. Trời mình thấy nó cũng không gọi là mưa to lắm, mình sẽ tháo lón ra nha. Nếu hiện tượng gọi là mưa to lắm. Có hiện tượng lắm anh em.
ok anh em, thằng hàng xóm nó đang hút thuốc gọi là cà khịa mình, nó xem mình gọi là có thèm thịt thèm thuốc của nó không. Là bình thường thôi anh em ạ, bình thường không gọi là thèm lắm đâu anh em ạ. Con gà rất buồn cười nha anh em, buồn cười luôn. Nó đang khiêu khích đồ ăn thịt anh em ạ. Rất là khiêu khích mình luôn. Trời rất là mưa luôn. Em nhìn thấy vai mình đang dính nước mưa. Vai đang dính rất là nhiều nước mưa luôn. Rất là to luôn. Cái miếng thịt duy nhất mời anh em nha. Quá tuyệt anh em ạ. Rất sạch rồi anh em. Cái anh em có khả năng mình xin phép kết thúc video tại đây rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Anh em nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nha. Tạm biệt anh em.